hãy uống ngay trà xanh Trung Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống. Quý vị đang đến với bản tin Covid 21 giờ của Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Ngay sau đây là những thông tin cập nhật mới nhất của chúng tôi về tình hình dịch bệnh trong tỉnh cũng như cả nước. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Phước cho biết tính đến 19 giờ 20 phút ngày 2 tháng 8 năm 2021, thêm một ca dương tính SARS-CoV-2 ở ấp Đông Hồ, xã Tân Hưng, huyện Hấn Quảng là F1 của ca 210 công bố ngày 29 tháng 7 đã cách ly tập trung trước đó. Như vậy, Bình Phước đã có 231 ca, cụ thể Đồng Phú 47, Bù Gia Mập 38, Hớn Quảng 32, Chân Thành 26, Phước Long 22, Đồng Xoài 18, Bù Đăng 16, Lập Ninh 16, Bình Long 9, Bù Đốp 7. Số ca được chữa khỏi là 12 ca. CDC tỉnh cũng vừa thông báo đính chính một ca ở huyện Đồng Phú trong thông báo số 2 ngày 2 tháng 8 là thuộc xã Đồng Tiến, không phải xã Tân Lập. Bộ Y tế cũng cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, cả nước ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca. Bộ Y tế cũng cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút ngày 2 tháng 8, cả nước ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.267 ca, Bình Dương 453 ca, Long An 445 ca. Trong ngày 2 tháng 8, ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 7.445 ca ghi nhận trong nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, 4.264 ca, Bình Dương 949 ca, Long An 445 ca, Đồng Nai 380 ca. Thưa quý vị, kết thúc đợt hỗ trợ dẫn đường cuối cùng người dân vào tỉnh Bình Phước đi về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung vào tối qua. Trong sáng nay ngày 2 tháng 8, chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường DT741, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú đã vắng người và phương tiện lưu thông, không còn xuất hiện tình trạng ùn tắc như một vài ngày trước đó. Ghi nhận trong sáng nay, không còn người và phương tiện cơ giới nhỏ lưu thông qua chốt, tuy nhiên vẫn có một vài trường hợp không nắm rõ thông tin và yêu cầu được qua chốt để về các tỉnh Tây Nguyên và vào Bình Phước. Các trường hợp này đều không được giải quyết và được lực lượng chức năng giải thích đề nghị quay đầu xe. Hiện chỉ có các phương tiện vận tải hàng hóa đảm bảo đủ giấy tờ là được phép lưu thông qua chốt theo đúng quy định. Lưu lượng phương tiện giảm đã giảm áp lực cho lực lượng chức năng trong thực hiện kiểm soát tại chốt. Người dân nên tìm hiểu và thực hiện nghiêm quy định giãn cách xã hội trên tinh thần ai ở đâu, ở đấy, chia sẻ, đồng hành cùng chính quyền để công tác phòng chống dịch đạt được hiệu quả cao nhất. Trong tối qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã tiến hành dẫn đoàn xe cuối cùng về các tỉnh Tây Nguyên và miền Trung với khoảng trên 300 xe mô tô và gần 700 người. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát cho tới nay, cùng với các hội đoàn thể sẻ chia hỗ trợ các hộ khó khăn, thì trên địa bàn tỉnh Bình Phước cũng ngày càng xuất hiện nhiều cá nhân có tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn và yếu thế trong xã hội. Ngay trong hôm nay, tại thành phố Đồng Xoài, những hộ có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đón nhận tấm lòng vàng của một cá nhân như vậy. Cá nhân có hành động đẹp giữa đại dịch lần này là anh Phạm Hồng Phương, ngụ khu phố Xuân Bình, phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Anh đã cùng chính quyền phường Tân Bình trao 50 suất quà gồm các nhu yếu phẩm, gạo, mì tôm với tổng giá trị 15 triệu đồng đến tận tay những người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 hiện đang cư trú trên địa bàn. Những người được hỗ trợ nhu yếu phẩm đa phần là người khuyết tật, người có bệnh, người bán vé số vốn đã khó khăn, nay càng túng thiếu hơn khi bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Chính vì vậy, đây là một việc làm rất kịp thời, mang ý nghĩa thiết thực, không những chia sẻ khó khăn cho người dân mà còn góp phần cùng địa phương chung tay thực hiện tốt công tác an sinh xã hội để phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn hiện nay. Nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân, nhất là người dân vùng sâu vùng xa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, sáng nay ngày 2 tháng 8, các hội đoàn thể huyện Bù Gia Mập đã vận động nhà hảo tâm tổ chức chương trình gian hàng không đồng tại xã Đa Kia. Gian hàng không đồng tại Đa Kia với hơn 700 kg rau củ, thực phẩm các loại và các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu để hỗ trợ cho khoảng 100 hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Với phương châm ai thừa mang đến và ai thiếu đến nhận, gian hàng này tạo điều kiện cho những người hảo tâm chung sức đóng góp những sản phẩm
nhu yếu phẩm hàng ngày để tặng những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, chung tay cùng các cấp chính quyền địa phương chiến thắng dịch bệnh COVID-19. Tình hình dịch bệnh của toàn cả nước thì người dân cũng nói chung cũng người khó khăn cũng hơi nhiều. Tôi thì buôn bán kinh doanh thì nói chung cũng làm ăn nên nó cũng còn kinh doanh được, thì tôi ủng hộ cho bà con. Thì em cũng cảm ơn các cơ quan chính quyền đã tổ chức kịp thời những cái gian hàng như thế này để trợ giúp cho những người không có công ăn việc làm như em và ở chỗ như bọn em, là làm cho bọn em ấm lòng hơn và có động lực để trải qua những cái mùa dịch khó khăn này. Theo ban tổ chức, gian hàng không đồng này được triển khai tại xã Đa Kia từ nay đến hết ngày 12 tháng 8. Sau đó nhân rộng mô hình ra một số xã như Phú Văn, Đức Hạnh, để người dân ở vùng sâu vùng xa thuận lợi trong việc nhận hỗ trợ trong mùa dịch. Một tuần, gian hàng không đồng sẽ hoạt động 3 lần tại điểm đã đăng ký với Ủy ban Nhân dân xã. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trong nỗ lực kiểm soát dịch COVID-19, chính phủ Campuchia hôm qua đã quyết định tiêm mũi thứ 3 vaccine ngừa COVID-19 cho lực lượng tuyến đầu, đồng thời triển khai tiêm chủng cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi. Lực lượng tuyến đầu chống dịch sẽ được tiêm mũi thứ 3 bằng vaccine của AstraZeneca để tăng kháng thể sau khi được tiêm 2 mũi trước đó bằng vaccine của Sinopharm và Sinovac. Hiện lực lượng tuyến đầu Campuchia đang có khoảng 500.000 đến 1 triệu người, tập trung chủ yếu tại khu vực biên giới với Thái Lan, nơi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Hiện Campuchia đang liên hệ mua thêm vaccine của AstraZeneca để đủ liều tiêm mũi thứ 3 cho người dân. Cùng ngày, Campuchia cũng triển khai tiêm chủng vaccine COVID-19 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi tại Phnom Penh và 3 tỉnh khác. Ước tính khoảng 2 triệu trẻ em sẽ được tiêm chủng trong chiến dịch này. Campuchia cũng cân nhắc mở rộng tiêm vaccine sang nhóm tuổi từ 10 đến 11, tùy thuộc vào khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các nhà sản xuất vaccine. Thưa quý vị, trước việc một số địa phương áp dụng biện pháp phun hóa chất diệt khuẩn tại các nơi công cộng và một số địa điểm, đơn vị lắp đặt buồng khử khuẩn để phun hóa chất vào người nhằm phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay ngày 2 tháng 8, Bộ Y tế đã có công văn 6212 khuyến cáo về vấn đề này. Theo công văn này, Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo không thực hiện việc phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn để diệt virus SARS-CoV-2 tại những khu vực ngoài trời và không phun hóa chất, chế phẩm diệt khuẩn vào người trong bất cứ tình huống nào, gồm cả biện pháp dùng máy phun hóa chất trực tiếp vào người hoặc sử dụng buồng khử khuẩn phun hóa chất. Chỉ thực hiện khử khuẩn trong phạm vi hẹp khi xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn. Lưu ý, khi sử dụng các hóa chất, chế phẩm để diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế phải sử dụng theo đúng liều lượng và phương pháp ghi trên nhãn sản phẩm. Lý giải cho đề nghị này, Bộ Y tế nêu rõ phương pháp này không được WHO, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ khuyến cáo sử dụng. Việc sử dụng số lượng lớn hóa chất diệt khuẩn để phun diệt khuẩn có thể gây tác hại đến môi trường, lãng phí nguồn hóa chất. Đặc biệt, phun hóa chất diệt khuẩn trực tiếp vào người còn có thể gây hại cho sức khỏe con người mà không làm giảm nguy cơ lây nhiễm. Chiều ngày 2 tháng 8 năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức lễ công bố gói hỗ trợ của các doanh nghiệp viễn thông chung tay cùng nhân dân vượt qua đại dịch COVID-19. Thông qua gói hỗ trợ, khuyến mại tới 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ mọi người dân dùng dịch vụ viễn thông. Cụ thể, các doanh nghiệp như Viettel, VNPT, CMC, Mobifone, Vietnam Mobile sẽ tiếp tục duy trì tăng gấp đôi băng thông với giá không đổi. SCTV giảm cước 25% cho dịch vụ Internet cáp quang nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu học tập, làm việc trực tuyến tại nhà. Tăng thêm 50% dung lượng data cho tất cả các gói cước mà khách hàng đang sử dụng hoặc đăng ký mới với mức giá không đổi. Giảm giá tới 50% đối với các gói cước data. Bên cạnh đó, doanh nghiệp viễn thông sẽ vẫn tiếp tục duy trì miễn phí truy nhập tốc độ cao đến các trang thông tin điện tử của Bộ Y tế, ứng dụng Bluezone, miễn phí cước thoại đến các đường dây nóng phòng chống COVID-19. Đối với khách hàng ở các địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16, các doanh nghiệp gồm Viettel, VNPT, Mobifone, Vietnam Mobile sẽ tặng mỗi khách hàng 50 phút gọi nội mạng, giúp người dân giữ liên lạc với người thân hàng ngày. Theo kế hoạch, các gói hỗ trợ này sẽ được triển khai từ tuần này và kéo dài trong 3 tháng. Thưa quý vị, đến đây thì thời lượng dành cho bản tin COVID tối nay của chúng tôi cũng đã khép lại. Trước khi nói lời tạm biệt, xin nhắc lại với quý vị một thông điệp vô cùng quan trọng trong lúc này, đó là hãy tuân thủ nghiêm túc chỉ thị 16,
áp dụng triệt để biện pháp 5K và các quy định của địa phương ban hành, quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hãy uống ngay trà xanh Trung Độ, được làm từ trà Thái Nguyên, dầu ECCC, không lo căng thẳng mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống.